Dạo gần đây thì mình vừa mới tìm được một cái loại sparkling juice mà mình rất là thích, có nghĩa là nước trái cây có ga mọi người. Cái chai này đây. Đây là một cái brand của Thụy Điển có tên là Christian Regal mà mình mua được ở trong IKEA. Cực kỳ là rẻ luôn, chỉ có 3 đồng một chai thôi. Cái chai này thì là vị strawberry, apple, lemon, là vừa dâu, vừa táo, vừa chanh, là ba vị trộn lẫn với nhau và cái vị uống rất là dễ thương luôn. Và một cái điểm đặc biệt nữa mà mình thích ở cái brand này đó chính là nó không bị ngọt quá nha mọi người, nó ngọt vừa phải, rất là ngon. Mình có thể là để vậy mình uống không, hoặc là mình giống như hồi nãy mình làm là mình chế thêm 2 ounce vodka vô nữa. Ngoài vodka thì mình có thể, các bạn có thể sử dụng rum hay là tequila tùy cái ý thích của các bạn. Có cái chai này trong tủ lạnh rất là tiện lợi, tại vì các bạn có thể là có khách đến nhà chơi, các bạn pha rượu nhanh đó, là chỉ cần đổ rượu vào và các bạn cho cái sparkling juice này vào là đã ngon lắm rồi. Các bạn ơi, mình không có quảng cáo rượu nha, mình chỉ giới thiệu đến các bạn những cái gì mà mình thấy ngon và hợp lý thôi. Cheers. Hôm nay là một ngày trời rất là âm u luôn. Và cũng là ngày nghỉ của mình. Bây giờ thì mình sẽ get ready để chuẩn bị ra khỏi nhà. Hôm nay mình sẽ đánh cái màu son này. Đây cũng là cái màu dạo gần đây mình rất là mê. Nó là màu hồng cánh sen đậm. Thoa lên môi nó rất là... nhìn nó rất là sang chảnh luôn. Đây, cái màu hồng như thế này. Và mình sẽ dùng cái son để mình đánh má hồng luôn. I need somebody who can love me in my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst.
Tối nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người những cái bước dưỡng da buổi tối của mình. Chắc các bạn cũng đã rất là quen thuộc với lại sản phẩm này của Suasu. First Care Activating Serum của họ là đã rất là nổi tiếng rồi. Cho những bạn nào mà không quen thuộc với em này thì đây là một cái dạng serum mà mình thoa lên sau khi mà mình rửa mặt xong. Và nó có cái tác dụng là prepare cái da của mình để cho những cái sản phẩm sau đó mình apply lên nó sẽ thẩm thấu nhanh hơn và hiệu quả hơn. Và cái chai serum này original của họ là chai nắp màu vàng nha mọi người, và nó có cái mùi hơi thảo dược một chút xíu. Còn đây là chai First Care Activating Serum Capturing Moment, là cái nắp màu hồng, nó thuộc cái dòng limited edition của họ. Và mình thích cái mùi này hơn là cái chai original luôn. Nó có một cái mùi hương hoa nhẹ rất là dễ thương luôn. Và mình thoa nó vào hai lòng bàn tay và áp lên trên mặt. Cheers. Và đây là sản phẩm tiếp theo mà mình sử dụng trong cái quy trình dưỡng da của mình. Plum Plum Hyaluronic Serum của Glow Recipe. Glow Recipe thì đã quá nổi tiếng rồi ha. Đây là một sản phẩm gần như là mới nhất của họ, và cũng là sản phẩm mình vừa mới mua gần đây. Mình thì không có quá nhiều vấn đề về da, và mình rất ít khi bị mụn. Vấn đề duy nhất là da của mình là da hơi khô. Khi vào mùa đông thì mình phải chú trọng vào những cái sản phẩm mà cấp ẩm thật là nhiều, thật là hiệu quả. Thành phần của em này là bao gồm 5 loại hyaluronic acid nha mọi người, và 5 loại có những cái trọng lượng khác nhau. Nó sẽ cấp ẩm cho da của mình và làm cho da của mình căng mịn nha mọi người. Và ngoài ra thì nó còn có chiết xuất từ quả mận nữa, rất là giàu vitamin C. Đó, mọi người thấy không? Nó rất là nhẹ luôn. Chai này không có mùi nha mọi người. Và nó thấm rất nhanh luôn. Kem dưỡng gần đây mình sử dụng là Super Vital Cream của IOP. Ngày xưa thì mình đã từng là một tín đồ của IOP, mình đã thử qua rất nhiều dòng sản phẩm của họ rồi. Đặc biệt mình thấy những cái sản phẩm chống lão hóa của họ rất là tốt luôn. Đây. Mình cực kỳ thích cái chất kem của cái em này, các bạn thấy không? Nó rất là mỏng và mịn luôn. Đi kèm với lại cái khẩu kem này họ sẽ cho một cái muỗng như thế này. Còn dư thì mình sẽ cho lên vùng cổ. Và nó có một cái mùi thơm rất là dễ chịu. Đây là một cái ống kem đa di năng nha mọi người. Mình có thể thoa lên môi nè, lông mày nè, tay, hoặc là thậm chí là móng tay của mình nữa. Tất cả những cái vùng mà trên cơ thể của mình đang bị khô thì mình đều có thể sử dụng cái kem này nha mọi người. Và nó có tác dụng giữ ẩm lên đến 8 tiếng một ngày lận. Mình đã mua cái em này từ rất lâu rồi, nhưng mà mình mua là để mình sử dụng là giống như kem dưỡng ẩm. Thì sau này mình mới lấy ra là mình thoa lên môi, và mình cảm thấy rất là hiệu quả luôn. Nó làm cho cái môi của mình rất là mịn luôn, và môi của mình không bao giờ bị khô nữa. Cheers. Yeah.